Một ngày ít nhất là 15 món ốc. Có khi bữa nay có ốc này, ngày mai có ốc kia. Như là ốc nào mình tươi á mình bán, còn ốc đông lạnh là không có bán. Đồng giá hết 30 ngàn. Nó bán rẻ thôi, sao là đây chỉ bán là nhờ cái số nhiều. Nhờ số nhiều. Còn nhiều khi bán quen á là tự nó tính tiền, ăn tính tiền luôn. Đông quá tự nó tính tiền luôn. Còn mà lỡ ta có tính lộn, người ta đi về á, ta điện lần sau là trả. Lên thì giờ mình lên giá thì mình đâu có ba sợ ta chê. Giờ mình bớt lận chút. Có nước ngoài á, mấy năm trước mà chưa dịch á, nước ngoài nó qua quay đi suốt cả tuần lễ luôn. Vô trong bình điền, vô trong nhà quay luôn. Một chầu khuya đi vô suốt trong bình điền, quay suốt mấy ngày trời luôn. Bao hết nguyên vàng ốc lại hết luôn mà. Quay xong xuôi rồi cái cách khoảng 3 ngày sau là quán rất là đông. Bán không kịp luôn, mới có 10 giờ, 11 giờ là hết giáo luôn. Và từ lúc đó là tới bữa nay đông dữ lắm. Cô trước, bởi ốc ở đây là các loại mười mấy thứ ốc. Ốc hương nè, cà na nè, ốc ngựa, ốc dừa, ốc lát, ốc gai, nghêu, ốc bông, trò điệp, trò lông, trò mai. Tên là Lộn, chị của cô này thứ tư. Cụ bán cho cổ, giúp cổ á. Chạy nhất là ốc xào dừa, bưng ra là hết. Nói chung là ốc nào cũng đắt hết. Ngoài cái ốc đó là hết trước. Ngon rẻ là chỉ ốc hương, xào đẹp, phô mai đồ đó. Nướng là rất ngon, mỡ hành, muối ớt, muối phô mai rất là ngon. Bán cũng được 20 mấy năm. Ở đó thì phụ bán cơm ở đây nè. Giờ thấy bà chị mới nói thôi bán. Hồi cái thời đó ốc mình mới có 2-3 món. Thành đâu phải như giờ mà quá trời mấy chục món. Giờ bán được mới bán luôn. Cái sáng phụ bán cơm, cái trưa dọn bán ốc. 1 giờ sáng đi chợ, về tới nhà 3 giờ. 3 giờ xong rồi làm cho tới 8 rưỡi ra dọn ra là bán là 9 giờ. Dọn xong xuôi là 9 giờ bán. Cũng bán 30 ngày hả? Thì mệt, nghỉ chứ nghỉ ngày mùng 5, ngày 15 với mùng 1. Từng nghỉ ngày Chủ nhật. Tại có mình à làm đâu có kịp nổi. 1 giờ sáng đi chợ rồi về làm cho tới tối mãi giữa đồ này kia. Cực lắm, cổ đi 12 giờ khuya vô bình điền, về tới nhà là 3 giờ làm ốc giữa từ con, cát á, ngâm. Tới hả, 8 giờ mới dọn ra, có 1 giờ chỉ thức sáng đi luôn, rồi giờ bán ngồi tới chiều giữa giá đem vô, nữa nghỉ được 2-3 tiếng là đi tiếp. Đó, bởi vì một tuần nghỉ ngày thứ 7 Chủ nhật, cái ngày dằm mùng 1. Ngày ít nhất là 15 món ốc. Có khi bữa nay có ốc này, ngày mai có ốc kia. Như là ốc nào mình tươi á, mình bán. Còn ốc đông lạnh là không có bán. Đồng giá hết 30 ngàn. Còn khi nào mà có sò điệp á, khi nào có ốc đổi á, thì khi 25, khi 25 ngàn, khi 20 ngàn. Mỗi thứ như là 2-3 ký rồi á. Giờ ký có ký 5 ký. Tùy theo. Chứ còn hỏi bao nhiêu ký thì không nhắm được, cũng mấy chục ký. Ai thích ăn cái gì mình xào đó. Xào muối, xào me, xào tỏi, xào sả tế, xào bơ, nướng mỡ hành, nướng muối ớt, nướng phô mai. Khách đến tới ăn thì khen ngon là rẻ. Nó bán rẻ thôi, sao là đây chỉ bán là nhờ cái số nhiều. Nhờ số nhiều. Còn nhiều khi bán quen á là tự nó tính tiền, ăn tính tiền luôn. Đông quá tự nó tính tiền luôn. Còn mà lỡ ta có tính lộn, người ta đi về á, ta điện lần sau là trả. Lên thì giờ mình lên giá thì mình đâu có ba sợ ta chê. Giờ mình bớt lận chút. Có nước ngoài á, mấy năm trước mà chưa dịch á, nước ngoài nó qua quay đi suốt cả tuần lễ luôn. Vô trong bình điền, vô trong nhà quay luôn. Một chầu khuya đi vô suốt trong bình điền, quay suốt mấy ngày trời luôn. Bao hết nguyên vàng ốc lại hết luôn mà. Nói chung ở bán ở đây là nhờ khách xa với quen thôi. Với công ty đồ chuyên nghiệp tới đặt đồ lần 50 người. Chứ ở sớm đây không có ít ai ăn. Với phần đó người ta cũng làm cũng ra tiền. Lần ăn là 400-500 ngàn, 600 có khi cả triệu mấy, mười mấy người. Nhờ số nhiều thôi chứ nói chung là ít quá thì không có lời.
sợ cũng hơi vắng có hai người à. Rồi anh quay lên kêu cũng đầy món bàn xong bờ bắt đầu anh ngồi anh ăn, anh quay lên anh đưa lên, anh ngồi nói chuyện tiếng lắm, anh đưa lên từ món anh ăn. Quay xong xuôi rồi cái cách khoảng 3 ngày sau là quán rất là đông, bán không kịp luôn, mới có 10 giờ, 11 giờ là hết cháo luôn. Và từ lúc đó là tới bữa nay đông dữ lắm. Rồi mua đem về chỗ đứng xếp hàng dài vậy nè, kẹt xe luôn, hai bên đường luôn. Suốt cái tuần này bán là cỡ 11 giờ là hết. Như ở đây bán ốc là hẻm 171, cô bác, rồi mấy cô, rồi mấy chị, rồi cô bác, rồi có ăn thì ghé hẻm 71 cô bác là ủng hộ dùng quán ốc này. 9 giờ bán cho tới 11, 12 hết giờ nào là dẹp giờ đó. Ốc ở đây là có 30 ngàn dĩa thôi. Rồi ốc rất là tươi mà nhiều loại thứ ốc luôn, nướng với luộc, hấp gì cũng có hết. Hấp chả, xào tiêu gì cũng có hết. Phải đi sớm, đi trễ là không có ốc ăn. Rồi cảm ơn nhiều.